Uống nước tốt thế nào tốt nhất? Một câu hỏi mà rất nhiều các anh chị chúng ta vẫn chưa có một câu trả lời. Và như các anh chị đã biết, đó chính là nước, nó đóng một vai trò vô cùng quan trọng với sự sống của chúng ta và 70% cơ thể chúng ta là nước. Nó chiếm một vai trò vô cùng quan trọng đến nỗi mà theo bác sĩ Trương Hồng Sơn, viện trưởng Viện Y học Ứng dụng Việt Nam thì nếu chúng ta 100 ngày chúng ta không ăn thì chúng ta mới chết. Nhưng chỉ cần khoảng 100 giờ chúng ta không uống nước thôi là chúng ta sẽ tử vong Và từ đó chúng ta mới thấy được nước nó đóng vai trò quan trọng như thế nào đối với cơ thể của chúng ta Đúng không ạ? Và với một nguồn nước hàng ngày nó đóng hai cái vai trò quan trọng sau đây Thứ nhất nó sẽ duy trì các hoạt động ở trong cơ thể của chúng ta Và thứ hai một nguồn nước nó sẽ giúp đào thải những cái độc tố Đào thải những cái chất cặn bã ra ngoài Tuy nhiên vậy thì làm thế nào để chúng ta biết được là mỗi ngày chúng ta cần uống nước như thế nào cho nó tốt nhất thì hôm nay uh, em sáng sẽ cùng với tất cả các anh chị chúng ta cùng nhau tìm hiểu về các yếu tố như thế nào là uống nước tốt nhất. Rất đơn giản thôi, các anh chị chúng ta chỉ cần uống nước theo ba yếu tố sau đây. Thứ nhất là chúng ta uống đúng. Thứ hai là chúng ta uống đủ. Và thứ ba đó là chúng ta uống đều, đúng, đủ và đều. Vậy thì như thế nào là uống đúng? Tức là đầu tiên để uống đúng thì chúng ta sẽ phải uống những loại nước mà chúng ta nó phải đảm bảo tiêu chí thứ nhất, nó phải là nguồn nước an toàn. Đúng không? đó là tiêu chí đầu tiên và thứ hai ngoài cái việc an toàn ra thì nguồn nước nó được coi là nước tốt nó sẽ phải gồm có bốn đặc tính sau đây thứ nhất đó sẽ là nước giàu vi khoáng thứ hai đó là nó có chất chống oxy hóa mạnh ở trong nước thứ ba là loại nước mang tính kiềm tính và cuối cùng thứ tư nó sẽ có cấu trúc phân tử nước nhỏ tức là khi mà các anh chị muốn lựa chọn một nguồn nước uống để đúng thì chúng ta sẽ phải thứ nhất là an toàn thứ hai nó phải là nước tốt các anh chị nhớ đó là yếu tố đầu tiên là uống đúng thứ hai thế nào là uống đủ à, rất là đơn giản thôi nó có một cái con số để giúp các anh chị chúng ta biết được là hàng ngày chúng ta phải đưa vào cơ thể chúng ta một lượng nước bao nhiêu đó chính là con số 0,04 tức là các anh chị sẽ lấy luôn trọng lượng của mình chúng ta nhân với 0,04 ví dụ như nếu với một người trưởng thành mà nặng khoảng tầm 70 cân chúng ta nhân với 0,04 tức là mỗi ngày chúng ta sẽ phải uống tầm khoảng 2,8 lít đúng không ạ tương tự như vậy với một người khoảng 60 cân chúng ta nhân với 0,04 Tức là mỗi ngày chúng ta sẽ phải uống khoảng tầm 2,4 lít Đó là cái lượng nước mà chúng ta uống đúng hàng ngày Và thông thường hàng ngày chúng ta sẽ uống lượng nước với các thời điểm sau đây Buổi sáng và buổi chiều chúng ta sẽ mỗi buổi chúng ta sẽ uống khoảng tầm 4 phần Và buổi tối chúng ta sẽ uống khoảng 2 phần Nếu chúng ta chia tổng lượng nước hàng ngày ra là 10 phần các chị nhá. Và như thế nào gọi là được uống đều Uống đều tức là hàng ngày đều đặn Chúng ta sẽ uống với một cái lượng nước như nhau Và chúng ta uống với một cái thời điểm giống nhau Thì đó là một cái việc uống đều Đúng không ạ? tránh cái việc là mỗi ngày chúng ta uống buổi sáng chúng ta uống quá nhiều rồi đến buổi chiều và buổi tối chúng ta lại uống ít đúng không ạ không phải mà chúng ta sẽ uống đều đều theo cái công thức mà em vừa mới chia sẻ ở trên đó tức là đúng đủ và đều chúc các anh chị chúng ta sẽ có một cái sức khỏe thật là tốt trong cuộc sống các anh chị nhé xin chào và hẹn gặp lại